Cửa hàng Tuấn Hải xin chào mọi người nhé. Hôm nay cửa hàng em giới thiệu các bác về một lô máy cơ xích hàng Nhật bãi này. Lô hôm nay gồm có 7 cây. Lô mã G từ G1 đến G7. Các cái dòng máy cắt gia đình thì đa số rất là nhiều. Hai cây máy Makita này. Đấy, tay cụt có 2 cây này, tay dài này. Và một cây cắt khai thác chuyên nghiệp xin đây qua 360 nhé. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973923. Mọi người xem video vui lòng ủng hộ cửa hàng bên em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Thì hình thức mua hàng là mọi người vui lòng cọc trước cửa hàng bên em là 100.000 chuyển khoản hoặc gửi mã thẻ cào. Và bên em sẽ bao phí vận chuyển để bảo hành các bác 6 tháng cho các bác đủ đồ luôn. Ok, sẽ vào clip ngày hôm nay thì mã G. Về cái hệ máy đầu tiên này là một cây máy, công suất của máy này là 40cc cho mọi người nhé. Một cây máy dòng của Makita. Đó, công suất là 40cc, nòng của máy này là 40 ly. Đó, 40 này, MDE400 này. Lam dài này, đấy, lam đen, đấy, có chữ nguyên này. Lam dài 40 và sử dụng xích của máy là xích chung 91. Chạy xích này cắt gỗ rất là khỏe luôn. Đấy, rất là dễ cắt. Đây, hàm rồng này. Mặt tiền của máy rất là đẹp luôn này. Trọng lượng của những dòng máy này thì nó vào tầm hơn 4 cân. Đó. Rất là xuất sắc luôn nhé. Có bơm xăng phụ này. Mà người ta MDE400. Đó. Test nổ luôn đi cây máy đầu tiên G181 triệu 700 nghìn. Do máy mới về thế này là em để phần nhớt lam thì nó chắc nó ít, trong cái buồng chứa nó khá ít nhé. Thì bác nào cần thì rõ thông tin hơn thì sẽ gửi, em sẽ gửi clip test. Đấy. Makita 400. 1.7 triệu. Tiếp theo này là một cái hệ máy của dòng Makita. Máy này công suất nhỏ hơn là 36cc. Nòng của máy này là 40. Một chiếc máy màu đỏ này. Màu sắc rất tươi tắn luôn. Lam còn chữ Makita. Lam dài 40 cho mọi người luôn nhé. Xích của máy chạy là xích chung 91. Đấy, 36cc, nòng của 40. G2 em để là 1.600.000. Đây các bác nhìn qua máy móc nhé, cực kỳ xuất sắc luôn. Đây, làm dài 40 này. Đó. Đặt trước này. Đấy, ok, các bác nào đi cắt củi, cắt keo thì thoải mái những cái dòng máy này nhé. Phân khúc giá tầm trung và chạy thì bao ngon. Đã nổ luôn này. Ok, G2 là 1.6 triệu, hai cái dòng máy cắt nòng đứng, phân khúc giá rẻ thì anh em đi cắt gỗ, cắt củi ở nhà. Đó. Chỉ 1.6 triệu, 1.7 triệu thôi. Có thắm được một cây cưa để cắt luôn. Mà em sẽ bao phí vận chuyển luôn cho mọi người luôn nhé. Đấy, hai dòng máy này thì chạy cái chế là chế lớn, chế 5.2. Đó. Zin đét luôn. Đấy, không thay thế gì. Ok. Đến tiếp theo là cái hệ máy tay cụt. Thì hệ tay cụt này phục vụ các bác nào mà chuyên để leo trèo lên cao. Thì có hai cái dòng máy, là một là dòng của Tanaka 330 và một cái hệ của Echo GC31 Echo Green. Thì để giới thiệu thì máy G3 này thì là một cái hệ của dòng tay cụt giá rẻ này. Đấy, Tanaka. Lam dài của máy này lam dài 40 nhá. Xích chạy là xích chung 91 cho mọi người luôn. Xích rất là dày này. Máy này thì cực kỳ là mới luôn nhá. Mới đến 97% cho mọi người luôn. Đấy. Thì đây, cái dây giật của máy này trắng bốp luôn. Đó. Còn kiểm tra mà hơi bên trong thì đúng là thực sự không chê đâu được luôn. Đấy, có bơm xăng phụ lên này, nghe gió này. Các nhìn qua cái màu sắc của máy nhá. Đấy, đỏ au luôn. Như trong thùng ra luôn nhá. Tem mác này. Phần bô của máy này. Đấy. Trọng lượng chiếc máy này tầm 3,5 kg. Đấy, các bác nào đi leo trèo lên cao thì buộc cái dây vào đằng sau này. Đây nó có cái phần lỗ này. Đấy, buộc dây vào đây, kéo lên. Khi mình trèo lên cây rồi mình kéo nó lên thì mình cắt những cái cành nhỏ ở trên cây, cây cao. Đấy. Rất là thuận tiện. Test nổ luôn cho mọi người nhé. Để xem thử công suất của máy Tanaka này nhé. Rất là nhiều luôn.
giá 2.100.000 đồng, có bao ship luôn cho mọi người luôn nhé. Dòng có trợ lực luôn này, đây phần đế này, cái này bác nhìn qua này, đây, lau qua chút nhé, nó không xước luôn. Cái phần đế là phần tiếp xúc bề mặt đất nhiều nhất nhé, mà nó còn không xước thì máy này quá mới luôn. Này Tanaka này. Ok, đến hệ máy tiếp theo là một dòng máy cũng là dòng Echo, nhưng mà dòng Echo tay cụt. Đấy, Echo tay cụt, các bác nào thích sự nhỏ nhẹ thì dùng những dòng này của Echo Green. Làm một chữ Green luôn cho mọi người luôn này. Nó cái phần sơn nó hơi không còn. Đấy. Nhưng mà nó có chữ Green rất là rõ nét luôn nhá. Máy này thì zin từ xích này, từ lam này. Zin hết cho mọi người luôn, này không sự thay thế gì. Đây, bô máy bên trong này, rất là đẹp luôn. GC31. Đó. Đấy, trọng lượng thì tầm phải 3,5 kg, kiểm tra thắng xích cho mọi người luôn nhá. Còn thắng xích này. Đấy, máy này còn thắng xích luôn nhá. Em là G4 này thì để máy này là 2 triệu đồng cho anh em. Test nổ luôn nhá. Echo Green. Đây. Máy móc này. Rất nhẹ nhàng, cầm leo trèo lên cao. Đeo dây ở lưng xong rồi lên cây thì giật nổ cắt thôi. Đấy. Tem thì đầy đủ thông số này, GC31 này. Đó. Ok. Bên em thì đảm bảo khi khách hàng nhận hàng nhá thì đúng như quảng cáo luôn. Đấy, nhưng quảng cáo sao thì đúng vậy luôn nhá. Và khi shipper ra tới thì mọi người được kiểm tra hàng. Đấy, bảo yêu cầu shipper là cho tôi được đổ xăng vào để tôi thử. Đấy, thử máy thì ok luôn, bởi vì máy móc thì phải được thử mà. Đấy, hai cái hệ máy tay cụt cho anh em nhé, thì lựa chọn. Tiếp theo là một cái máy tay dài. Máy tay dài ngày hôm nay thì là một cái dòng máy của Makita. Máy này là ME332. Đó, 332 này. Công suất của máy này là 33cc. Nòng của máy này là 39 ly. Đấy, chữ còn chữ Makita rất sắc nét luôn này. Nó tỏ cái dòng này cắt thì bên chủ vũ cắt rất là ít nhé. Đấy, xích chạy là xích trùng 91. Đây em để xích hơi bị trùng, các bác chú ý là khi để xích nó căng hơn một chút nhé. Thấy em lắp hơi vội để quay video nên là không để ý được. Đây, các bác chấu xích rất là dày luôn cho mọi người. Nên nó bị đen đen này là do để ngoài trời mưa hay là bị nhớt nam nó ra, nó không được sạch cho lắm. Đây, Makita này. Thắng xích cho anh em kiểm tra này, vẫn còn luôn nhé. Còn thắng xích luôn này. Đó. G5 thì em để giá là 2.100.000. Đây, 33cc, anh em xem tem này. Đấy, máy móc này. Ok luôn, quá VIP luôn. Bô trắng tinh luôn này. Đấy, test nổ cho anh em luôn nhé. G5 giá 2 triệu. G5 để anh em 2.1 này. Đây, dây con này. Tinh luôn. Em vừa để tắt công tắc này. Để giật cho nó xem độ dây mới, dây của mới nhé. Dây rất trắng phau luôn. G5 2.100.000. Tiếp theo này là một cái hệ máy dòng của Hitachi. Một hệ máy nòng đứng phân khúc cắt tầm trung cho anh em. Hitachi CS35. Đó, con máy này công suất là 35cc. Nòng của máy này là 40 ly nhá. Có trợ lực cho anh em luôn này. Có trợ lực chạy chế con Pro. G6 thì để 2.4 triệu. Đấy, GC35. Chiếc máy này trọng lượng tầm gần 5kg. Đấy, chắc 4,5 cân thôi. Đấy, có núm bơm xăng phụ lên này. Hai ốc giữ lam. Đây, có tăng xích ở lam nhá. Và xích chạy xích chung 91, lam dài 40. Đấy, hai màu đặc trưng là màu cam, màu đen. Đấy, lam cũng đen luôn. Test nổ cho mọi người nhé. G6 2.4.
phần khúc tay dài này, nòng đứng này. Và một cái máy cuối cùng là một cái dòng máy hệ dòng cắt khai thác chuyên nghiệp nhá, dòng máy Sinewa. Đấy, Sinewa, ôi chết rồi, làm cái máy này nó sáng quá. Đây, Sinewa 360 này. Làm dài của máy này làm dài 40 nhá, chạy xích 325. Đấy. Sinewa 360, 36cc, nòng của máy là 40. Các bác đi cắt gỗ khai thác thì hay sử dụng những cái dòng máy này. Đấy. Anh em xem thử làm còn chữ Sinewa luôn này. Đấy. Làm còn chữ Sinewa rất đẹp luôn. Nó bị chói màn hình. Test nổ luôn cho mọi người nhé. G7 giá 2.8 này. Ok, đây là 7 cây máy em vừa giới thiệu qua. Thì bác nào nhu cầu mua một chiếc máy cưa, cái hệ máy nào trong cái lô này thì cứ liên hệ qua số điện thoại là 0392 973 923. Và bên em có tất cả báo ship mọi người nhé. Rồi mọi người thấy hay vui lòng ủng hộ cửa hàng bên em, xin nút like, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo ạ. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.